Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Vietfest Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024. Sau đây là các bản tin chính. Các lãnh đạo ngành tình báo điều trình trước Quốc hội về tình hình an ninh thế giới. Thủ tướng Netanyahu nói Israel sẽ tiến đến việc tấn công Rafah. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump tập trung vận động tại các tiểu bang chiến trường. Tổng thống Biden đưa ra một số các ưu tiên trong ngân sách hàng năm. Nhân viên Mar-a-Lago trả lời phỏng vấn của CNN với một số tiết lộ thú vị. Cảnh báo trong lễ trao giải Oscars của nhà sản xuất thuốc trị tiểu đường và giảm cân. Công tố viên đặc biệt Robert Hur điều trình trước Quốc hội. Và người mua nhà lạc quan về đợt tìm nhà trong mùa xuân năm nay. Cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chương trình hôm nay sẽ bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Các nhà lãnh đạo ngành tình báo Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đưa ra lời cảnh báo là nước này đang phải đối mặt với một trật tự thế giới ngày càng mong manh. Khi mà Hoa Kỳ phải đối mặt với một loạt các mối đe dọa toàn cầu ngày càng trở nên trầm trọng hơn do đối thủ sử dụng các công nghệ mới nổi như là trí tuệ nhân tạo, AI. Giám đốc tình báo quốc gia Arvin Ames đã nói với Ủy ban tình báo Thượng viện, mối đe dọa về những kẻ xấu khai thác những công cụ và công nghệ này để có thể làm tổn hại đến lợi ích và nền dân chủ Hoa Kỳ, đặc biệt mạnh mẽ khi cử tri đi bỏ phiếu trong hơn 60 cuộc bầu cử trên toàn cầu trong năm nay. Điều trần hàng năm liên quan đến các vấn đề này thường xuyên diễn ra nhưng vẫn không ngăn chặn được sự đe dọa đó. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hiện nay đang tập trung vào nỗ lực của Trung Quốc nhằm thao túng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 và khả năng là những kẻ xấu sử dụng các công cụ AI để tạo và khuếch đại các chiến dịch đưa thông tin sai lệch đến cho người sử dụng hay là các cử tri. Hoa Kỳ hiện nay đang phải đối mặt với một Trung Quốc đầy tham vọng nhưng cũng đầy lo lắng, một nước Nga hay đối đầu và một số cường quốc khu vực như Iran và các chủ thể phi nhà nước có năng lực hơn đang thách thức các quy tắc lâu đời của hệ thống quốc tế cũng như vị thế bá chủ của Hoa Kỳ trong đó. Cộng đồng tình báo đã cho biết trong báo cáo mới dài 40 trang chưa được phân loại về các mối đe dọa trên toàn thế giới. Phiên điều trần này là một cơ hội hàng năm để các nhà lập pháp có thể thẩm vấn công khai các giám đốc tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngoài ông Haynes, giám đốc CIA William Burns, giám đốc FBI Christopher Wray, trợ lý ngoại trưởng về vấn đề tình báo và nghiên cứu Brad Holmgren, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia tướng Timothy Hawke và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng của Ngũ Giác Đài, trung tướng Jeffrey Cruz cùng xuất hiện trước Hội đồng Tình báo Thượng viện. Đó là một số các mối đe dọa đã được đề cập trong phiên điều trần và báo cáo. Kế đến là bản tin về Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiến đến việc tấn công Rafah. Tổng thống Joe Biden cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ xây dựng một bến tàu tạm thời ở Gaza như một phần trong kế hoạch đa quốc gia nhằm mang lại sự hỗ trợ rất cần thiết cho khu vực bị chiến tranh tàn phá. Điều này xảy ra khi Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ tiến hành kế hoạch xâm lược Rafah ở phía nam Gaza, mặc dù Tổng thống Biden nói ông sẽ coi đây là một ranh giới đỏ không thể vượt qua. Ngày thứ hai đánh dấu sự khởi đầu của tháng lễ chay Ramadan đối với hầu hết những người theo Hồi giáo. Nhưng cuối cùng tuần qua thì các cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào nhiều khu vực ở miền Nam và miền Trung của dải Gaza, khiến cho hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo hãng tin Palestine. Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, đảng Dân Chủ, đại diện Georgia đã nói, chúng ta phải đi đến con đường dẫn đến hòa bình. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đang cố gắng hết sức thúc đẩy Netanyahu để làm điều đó. Và điều đó không thể nào xảy ra sớm hơn. Tổng thống Joe Biden đã từng xác định trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có quyền bảo vệ đất nước của mình khỏi sự khủng bố của Hamas. Nhưng ông ta phải chú ý nhiều hơn đến những tính mạng vô tội đang bị mất đi do hậu quả của những hành động đã thực hiện.
Theo quan điểm của tôi, ông Netanyahu đang làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ Israel. Còn ông Netanyahu thì bảo vệ các chính sách của mình tại Gaza và nói rằng ông không rõ về bình luận của Tổng thống Biden về vấn đề này. Thủ tướng Israel đã nói, nếu ý của ông Biden là tôi đang theo đuổi các chính sách riêng tư trái với mong muốn của đa số người Israel và điều này đang làm tổn hại đến lợi ích của Israel thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh. Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc đưa ra tối Chủ nhật, Tổng thống Biden đã nói rằng nỗi đau khổ của người dân Palestine sẽ hiện lên trong tâm trí nhiều người. Nó hiện lên trong tâm trí của tôi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện South Carolina đã kêu gọi, hôm nay tôi đang thách thức chính quyền Biden làm sáng tỏ vấn đề này. Bạn không thể cho phép Hamas tiếp tục nắm quyền kiểm soát Gaza. Bạn không thể cho phép họ có 6 lữ đoàn quân sự để họ có thể tái hiện biến cố ngày 7 tháng 10. Một thành viên của Hamas thì nói rằng chưa có ngày để các nhà đàm phán quay trở lại Cairo để thảo luận về một lệnh ngưng bắn tiềm năng ở dải Gaza. Trở lại với bản tin mà chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị sáng sớm ngày hôm nay thì cũng có một số thêm các chi tiết liên quan đến việc Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu cuộc tái đấu tiềm năng của mình trong cuộc tranh cử từ cuộc tranh cử năm 2020 và sang cuộc bầu cử năm nay 2024 với một số các cuộc vận động tranh cử vào những ngày cuối tuần vừa qua ở những tiểu bang chiến địa, đặc biệt là tại tiểu bang Georgia. Các cử tri ở tiểu bang này sẽ cùng nhau đi bỏ phiếu vào ngày mai cho cuộc bầu cử sơ bộ. Và cả hai ứng cử viên đã tìm kiếm một số các dấu hiệu để khẳng định vị trí của mình trong cái việc được đảng riêng của họ đề cử. Vì tiểu bang này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tháng 11 tới đây. Chúng ta còn nhớ vào 4 năm trước thì Tổng thống Joe Biden đã thắng Georgia với chưa đầy 13.000 phiếu bầu. Và chắc chắn năm nay tiểu bang này sẽ là một trong những tiểu bang chiến trường được theo dõi nhiều nhất. Và cả hai ứng cử viên đều đang đưa ra quan điểm của mình trước các cử tri ở tại Georgia vào ngày thứ Bảy vừa qua. Trong cả hai cuộc vận động tranh cử riêng lẻ, trong một cuộc đấu tay đôi tại Georgia theo như các nhà nhận định tường trình. Khi Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cạnh tranh để có thể giành được sự ủng hộ ở tiểu bang chiến trường quan trọng này, trong bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump ở tại Rome, tiểu bang Georgia, cựu Tổng thống đã nhắm vào bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Biden và gọi đó là một bài phát biểu đầy đảng phái và sự tức giận. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng tất cả chúng ta đã nghe thấy lời nói giận dữ đen tối đầy thù ghét của ông Joe Wanko trong bài diễn văn liên bang. Chẳng phải là chính bài diễn văn nó đã mang chúng ta đến với nhau hay sao? Trong khi đó thì cách bài phát biểu của cựu Tổng thống khoảng 60 dặm thì Tổng thống Biden đã phát biểu tại thành phố Atlanta và lên tiếng chỉ trích ông Trump một cách mạnh mẽ khi trích dẫn đến việc là người mà ông ấy bầu bạn hiện nay là ai? Có phải là chính bà Marjorie Taylor Greene hay không? Tổng thống Joe Biden nói, tất cả chúng ta đều biết ông Donald Trump nhìn thấy một nước Mỹ khác, một câu chuyện về nước Mỹ, về sự oán giận, về sự trả thù và về sự quả báo. Đó không phải là tôi và đó không phải là quý vị. Cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ sẽ không chỉ diễn ra tại Georgia như đã từng xảy ra vào năm 2020 khi mà Tổng thống Biden giành chiến thắng với ít hơn 13.000 phiếu bầu. Việc này sẽ phụ thuộc vào chiến dịch vận động cử tri của Tổng thống Joe Biden hay là của cựu Tổng thống Donald Trump mà không cần sự trợ giúp của các ứng cử viên bỏ phiếu kín quan trọng. Thượng nghị sĩ Raphael đã lên tiếng cảnh báo. Cả hai người đàn ông đó ở đây ngày hôm qua vì con đường đưa đến Tòa Bạch Ốc đi ngang qua Georgia và tôi nóng lòng muốn tiếp tục giải quyết vụ việc cùng với Joe Biden trong những tháng tới. Thượng nghị sĩ Raphael là một thượng nghị sĩ đã giành chiến thắng cuối cùng để cho dân chủ đạt được thế đa số tại Thượng viện vào năm 2020. Cái đó là bản tin Tổng thống Biden đưa ra các ưu tiên trong ngân sách của mình hàng năm. Tổng thống Biden đã công bố ngân sách hàng năm của mình vào sáng ngày thứ Hai, đề nghị ngân sách trị giá vào khoảng 7.200 tỷ Mỹ Kim là cơ hội quan trọng để cho ông Biden thu hút các cử tri quan tâm đến nền kinh tế Mỹ. Nó bao gồm các đề nghị nhằm giảm chi phí cho các gia đình, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Mỹ, tăng cường an ninh xã hội và chăm sóc y tế, đồng thời giảm thâm hụt ngân sách. Dự thảo cũng có các điều khoản nhằm tăng thuế đối với các tập đoàn lớn, ngăn chặn tình trạng chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp và đề nghị mức thuế tối thiểu đối với các tỷ phú. Tòa Bạch Ốc cho biết những điều khoản này có thể cắt giảm thâm hụt ngân sách quốc gia vào khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm và cắt giảm thuế cho nhiều người Mỹ có lợi tức trung bình và thấp.
Ngân sách cũng bao gồm các đề nghị về quy chế nghỉ phép có lương trên toàn quốc và những tiến bộ trong việc nghiên cứu ung thư. Các quan chức Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần tấn công các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong khi đưa ra thông tin chi tiết về ngân sách, cáo buộc rằng họ muốn tăng thâm hụt và ủng hộ việc tặng quà cho các tập đoàn lớn và những người Mỹ giàu có nhất, gây bất lợi cho những người cao niên nước Mỹ. Ngược lại thì ngân sách của Tổng thống bảo đảm rằng các tỷ phú phải trả mức thuế tối thiểu 25%, khiến cho các tập đoàn lớn phải trả phần công bằng của họ và ngăn chặn việc chuyển lợi nhuận của công ty, cũng như cắt giảm thuế cho hàng chục triệu gia đình có lợi tức thấp và trung bình. Một số đề nghị này không có gì mới, bao gồm thuế tỷ phú tối thiểu và tăng thuế suất doanh nghiệp đã từng xuất hiện trong ngân sách trước đây của Tổng thống Biden. Ngân sách của Tổng thống chủ yếu là một tài liệu mang tính yêu cầu mà Tòa Bạch Ốc sử dụng để nêu bật các ưu tiên về chính sách và lập pháp. Nhiều đề nghị được dự kiến sẽ được đưa vào ngân sách năm nay sẽ phải đối mặt với sự chống đối mạnh mẽ trong Quốc hội, nơi mà Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện và Đảng Dân Chủ chiếm đa số khít khao tại Thượng viện. Vì vậy, đề nghị ngân sách này có thể có rất ít cơ hội nhận được đủ sự ủng hộ trong Quốc hội để được thông qua. Một nhân viên lâu năm làm việc tại Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, ông ta là nhân chứng trung tâm trong cuộc điều tra liên quan đến việc cựu Tổng thống Donald Trump giải quyết tài liệu mật tại đó. Hiện đang lên tiếng công khai vì ông tin rằng cử tri cần phải nghe sự thật về ông chủ cũ của mình và vụ án trước cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Brian Butler, người được gọi với bí số là nhân viên Trump số 5 trong hồ sơ tòa án, đã do cố vấn đặc biệt Jack Smith đưa ra, đã trả lời phỏng vấn với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền là ông không tin vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống là một cuộc săn phù thủy theo như cách gọi của cựu tổng thống. Ông Butler đã đưa ra lời khai cho các nhà điều tra liên bang cung cấp các thông tin quan trọng về cáo buộc cản trở hình sự vào năm ngoái đối với cựu tổng thống và hai đồng phạm của ông, đó là ông Juan Laco, người đã là bạn thân nhất của ông Butler, ông Juan Nauta, trợ lý cá nhân của cựu tổng thống Trump, và Carlos de Oliveira, người quản lý tài sản tại Mar-a-Lago, người là bạn thân nhất của ông Butler tính cho đến gần đây. Ông Butler, người đã làm việc tại Mar-a-Lago trong 20 năm, đã nói chuyện nhiều lần với các nhà điều tra, khiến ông trở nên khác biệt so với các đồng nghiệp và bạn bè cũ vì tư cách của ông. Ông Butler nói với CNN là ông ta đã vô tình giúp cho ông Nauta chuyển những hộp thông tin mật từ Mar-a-Lago đến máy bay của cựu tổng thống vào tháng 6 năm 2022, cùng ngày và cựu tổng thống và luật sư của ông ấy đã gặp Bộ Tư pháp tại Mar-a-Lago về sự việc. Ngày hôm đó, ngày 3 tháng 6 năm 2022, Butler nhận được điều mà ông ta nhớ là một yêu cầu kỳ lạ từ ông Nauta, người muốn biết liệu là anh ấy có thể mướn một chiếc xe Escalade từ dịch vụ xe hơi mà ông ấy đang điều hành để cho dinh thự Mar-a-Lago hay không. Cựu tổng thống và gia đình ông thì chuẩn bị bay đến New Jersey vào ngày hôm đó để nghỉ hè, và thường thì Butler và những người hầu của ông ấy sẽ giải quyết việc đưa hành lý của họ lên máy bay. Nhưng Butler nói, đó là một yêu cầu bất thường từ phía ông Nauta về chiếc xe, bởi vì Nauta thường không giải quyết hành lý khi di chuyển và yêu cầu Butler giao chiếc xe một cách thận trọng. Butler cho biết ông Nauta và ông De Oliveira đã chất đồ lên xe trước khi lái đến sân bay. Và ông Butler nói, tôi đã rời Mar-a-Lago và tôi nhắn tin cho ông ấy, tôi đang trên đường tới và ông ấy đi theo tôi. Ông ấy bước ra và đứng đằng sau tôi và chúng tôi đã đến sân bay. Cuối cùng thì chúng tôi đã chất tất cả hành lý mà tôi có và có rất nhiều hộp ở trên đó lên chiếc máy bay. Đó là những chiếc hộp nằm trong bản cáo trạng, những chiếc hộp màu trắng của nhân viên ngân hàng. Đó là những gì mà tôi nhớ là tôi đã chuyển đến. Ông Butler cho biết trong vòng nhiều tháng thì ông đã cân nhắc việc ông công khai vai trò của mình trong vụ cản trở chống lại cựu Tổng thống Trump vì ông đã cẩn thận theo dõi các diễn biến trong vụ án hình sự. Ông Butler cũng cho biết là ông ấy đã quyết định gặp CNN một cách độc quyền tại West Palm Beach vào ngày hôm nay thứ hai với mong muốn nói ra sự thật và chia sẻ những gì ông ta biết với những người có thể nghi ngờ sự thật của vụ án. Cảnh báo trong lễ trao giải Oscar của nhà sản xuất thuốc trị tiểu đường và thuốc giảm cân. Một loại thuốc giảm cân nhất định, chẳng hạn Mounjaro của dược phòng Eli Lilly và Ozempic của Novo Nordisk đã gây ra sự chú ý và gây tranh cãi kể từ khi được tung ra thị trường trong những năm gần đây. Đáng chú ý là đã gây bão ở Hollywood với một số người nổi tiếng sử dụng thuốc để giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, quảng cáo mới của một nhà sản xuất thuốc đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng trong lễ trao giải Oscar tối hôm qua, Chủ nhật. Đó là những loại thuốc này không dành cho tất cả mọi người.
khi những ngôi sao lớn nhất Hollywood bước lên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscars. Công ty dược phẩm Eli Lilly đã tung ra một quảng cáo mới để chống lại việc sử dụng thuốc giảm cân này. Quảng cáo có đoạn: một số người đã sử dụng loại thuốc không hề có ý nghĩa với họ, chỉ để lọt vừa chiếc váy hoặc bộ lễ phục nhỏ hơn. Quảng cáo không đề cập cụ thể đến thuốc của công ty Lilly hoặc là thuốc của đối thủ cạnh tranh được FDA chấp thuận để điều trị bệnh tiểu đường và kiểm soát cân nặng mãn tính. Thông điệp của các dược phòng là những người bị ảnh hưởng bởi bệnh béo phì là lý do khiến chúng tôi nghiên cứu những loại thuốc này. Nhưng vấn đề là ai sẽ nhận được chúng? Gần đây, việc đưa thuốc đến tay đúng người thật khó khăn. Bác sĩ Fatima Cody Stanford thuộc Bệnh viện Đa khoa Đại chúng và trường Y Harvard cho biết: tôi đã chứng kiến tình trạng thiếu thuốc trầm trọng với bệnh nhân của tôi. Đây là một thách thức lớn đối với những bệnh nhân phải bay đến các tiểu bang khác nhau để mua những loại thuốc này. Một vấn đề khác, theo bác sĩ Stanford, là những loại thuốc này bắt chước hormone, tức là nội tiết tố trong cơ thể, để giảm sự thèm ăn và ảnh hưởng đến cách mà cơ thể chúng ta sản xuất insulin. Chỉ nhắm vào một nhóm bệnh nhân rất cụ thể mà thôi, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc là mắc bệnh béo phì. Hiện không có bằng chứng khoa học nào ủng hộ việc sử dụng những loại thuốc này ngoài bối cảnh trị bệnh của những tình trạng lâm sàng đó, và cũng không có nghiên cứu nào được công bố trên bất cứ tạp chí y khoa nào tại Hoa Kỳ hoặc trên thế giới đang xem xét việc sử dụng những loại thuốc này một cách phù phiếm chỉ để giảm cân. Ông David Briggs là giám đốc điều hành dược phòng Eli Lilly hy vọng thông điệp đã rõ ràng. Ông nói, những loại thuốc này rất hiệu quả dành cho những người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Chúng không được phát minh ra chỉ để người nổi tiếng trông đẹp hơn một chút. Công tố viên đặc biệt Robert Hur, người đã tiết lộ tuổi tác và năng lực của Tổng thống Joe Biden trong bản báo cáo về cách thức mà Tổng thống đã giải quyết các tài liệu mật, sẽ trải qua một cuộc điều trần trong tuần này. Sự kiện dự kiến sẽ được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày mai thứ Ba, 12 tháng 3. Ông Robert Hur dự kiến sẽ làm chứng trước Ủy ban Quốc hội khi các thành viên Cộng hòa ở Hạ viện cố gắng thu hút sự chú ý về các đánh giá không mấy tốt đẹp của ông ấy liên quan đến Tổng thống Joe Biden. Một số trợ lý và đồng minh của Tổng thống đã gợi ý rằng ông Hur, một thành viên Cộng hòa được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm luật sư Hoa Kỳ, là một người mang tính cách đảng phái chính trị. Những người bảo vệ ông Hur thì nói rằng trong suốt sự nghiệp của mình thì ông đã chứng tỏ rằng công việc của ông chỉ được hướng dẫn bởi sự thật và luật pháp, chứ không bất kỳ một ảnh hưởng chính trị nào. Đánh giá về cuộc đời nghề nghiệp của ông Hur thì cho thấy ông không lạ gì với các cuộc điều tra mang tính chính trị. Ông đã từng truy tố các cựu quan chức dân cử với tư cách là giám đốc cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Maryland và với tư cách là quan chức Bộ Tư pháp. Ông đã từng giúp giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Với sự nghiệp của ông Hur và lý do tại sao ông ấy được chú ý hiện nay, ông là một luật sư đặc biệt. Ông đã xác định trong một bản báo cáo được công bố vào tháng trước là không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra trong việc tổng thống giải quyết các tài liệu mật sau khi ông rời khỏi chức vụ phó tổng thống. Nhưng khi lại giải thích lý do đưa ra quyết định của mình thì ông Hur đã viết rằng Tổng thống Biden có thể sẽ phải trình diện trước bồi thẩm đoàn với tư cách là một người đàn ông lớn tuổi được thông cảm, có thiện chí và có trí nhớ kém. Và ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi buổi điều trần giữa công tố viên đặc biệt Robert Hur và Quốc hội Hoa Kỳ. Người mua nhà lạc quan về đợt tìm nhà mùa xuân năm nay là bản tin kế tiếp. Những năm vừa qua thật khó khăn đối với những người mua nhà vì lãi suất nợ nhà cao, lượng tồn kho nhà giao bán thấp và giá nhà tăng vọt. Tuy nhiên, NAR, tức là Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia cho biết, có lý do để người mua nhà lạc quan hơn khi bước vào thị trường mùa xuân năm nay. Ông Lawrence Yun là nhà kinh tế trưởng và phó chủ tịch nghiên cứu cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia cho biết: chúng tôi luôn thấy nhiều người mua cũng như nhiều người bán tham gia thị trường trong mùa xuân hơn. Ông Yun đã nói nhiều gia đình muốn đóng hồ sơ mua nhà trước khi năm học mới bắt đầu vào mùa thu hàng năm. Đó là lý do tại sao đây là thời điểm phổ biến để mua hoặc bán nhà. Vậy thì người mua có thể mong đợi điều gì vào mùa xuân năm nay? Ông Lawrence Yun giải thích, chúng tôi đang thấy niềm tin của người tiêu dùng về quá trình mua nhà được cải thiện. Ông Yun cho biết người mua có thể lạc quan hơn vì một số lý do. Đầu tiên, nhiều nhà được mang ra giao bán hơn, có nghĩa là ít sự cạnh tranh hơn. Trong 2 năm qua, nước Mỹ có lượng nhà giao bán thấp kỷ lục. Điều thứ hai là lãi suất nợ nhà gần đây đã giảm nhẹ. Theo Fannie Mae, tuần trước lãi suất nợ nhà loại cố định kỳ hạn 30 năm trung bình là 6.88%, thấp hơn lãi suất hồi cuối tháng 2 là 6.94%. Mặc dù lãi suất đang giảm dần nhưng vẫn cao hơn thời điểm này năm ngoái và giá nhà thì vẫn ở mức cao.
Ông Yun cho biết chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng tăng giá đáng kể trong 3 năm qua. Nhiều nơi trên nước Mỹ có mức tăng giá khoảng 30-40%. Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, trong tháng riêng giá nhà bán cũ trung bình là 379.100 Mỹ Kim một căn, cao hơn 5.1% so với tháng riêng năm ngoái. Và đây là tháng thứ 7 mà giá nhà tăng liên tiếp. Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia cho biết, người mua nên được có giấy chấp thuận cho vay nợ mua nhà trước khi tìm nhà và nên linh hoạt về ngày đóng hồ sơ để dễ được người bán nhận hồ sơ dự định mua nhà của mình. Và cuối cùng, thưa quý vị, là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. S&P 500 tiếp tục giảm nhẹ vào ngày thứ hai khi đợt phục hồi đưa các chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục hạ nhiệt. Cổ phiếu công nghệ thông tin Supermicro Computer giảm hơn 5%, trong khi nhà sản xuất chip Nvidia giảm 2%. Cả hai đều bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu rằng các cổ phiếu gắn liền với trí tuệ nhân tạo có nhiều cơ hội để tiếp tục tăng giá mạnh hay không. Cổ phiếu Meta là công ty mẹ của Facebook đã sụt 4.4%. Ngoài công nghệ, cổ phiếu dược phẩm Eli Lilly giảm hơn 3%. Những khoản lỗ đó xảy ra khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 sẽ được công bố vào ngày mai, thứ ba. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 46.97 điểm, tương đương với 0.12%, kết thúc ở mức 38.769.66. Chỉ số S&P 500 giảm 5.75 điểm, tương đương với 0.11%, kết thúc ở mức 5.117.94. Chỉ số Nasdaq giảm 65.84 điểm, tương đương với 0.41%, kết thúc ở mức 16.019.27. Giá vàng tăng 2.10 Mỹ Kim, tương đương với 0.1%, đóng cửa ở mức 2.187.60 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 9 xu, tương đương với 0.12%, và đóng cửa ở mức 78.10 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Ước mong phần tin vừa qua đã đem đến quý vị những thông tin hữu ích. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của Trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website.